Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giàu có cỡ nào, điểm mặt khối tài sản đang bị kê biên. Để đảm bảo thi hành án và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên hàng loạt tài sản, nhà đất của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC. Hoạt động kê biên tài sản của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cụ thể, chỉ một dự án hưởng lợi gần 150 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan vào tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố 36 bị can bị đề nghị truy tố về 5 tội danh khác nhau. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC, và những người liên quan. Chỉ riêng với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi gần 150 tỷ đồng và chi hơn 43 tỷ đồng hối lộ bí thư, chủ tịch, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai ở thời điểm thực hiện dự án. Bản kết luận điều tra của Bộ Công an cũng cho thấy dạng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng bệnh viện, từ bí thư đến giám đốc sở đều bị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thao túng bằng tiền. Đổi lại, công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực, gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu, kê biên khối tài sản cực lớn. Hoạt động kê biên tài sản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cụ thể, ngày 20 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 357m² tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên. Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 453m² tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, gồm 1. Căn hộ số 01, tầng 11 có diện tích 67,80m². 2. Căn hộ số 02, tầng 11 có diện tích 68m². 3. Căn hộ số 03, tầng 11 có diện tích 183,50m². 4. Căn hộ số 04, tầng 11 có diện tích 142,80m². 5. Căn hộ số 09, tầng 17 có diện tích 218,60m². 6. Căn hộ số 10, tầng 17 có diện tích 120,70m². Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một thửa đất diện tích 4.065m² tại địa chỉ lô F1 và F2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho công ty cổ phần bất động sản AIC. Trong vụ án này, cơ quan công an đã phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng của công ty AIC với số tiền bị phong tỏa là hơn 107 tỷ đồng. Cựu lãnh đạo nộp tiền khắc phục hậu quả. Cũng trong vụ án này, các bị can bị đề nghị truy tố nguyên là lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, ngày 17 tháng 10 năm 2022, gia đình bị can Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đã nộp 14,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả. Ngày 18 tháng 10 năm 2022, gia đình bị can Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã nộp 14,5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, gia đình bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đã nộp 10 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.
ngày 17 tháng 10 năm 2022, gia đình bị can Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đã nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, một số công ty liên quan đến vụ án như công ty TNT, công ty Tạ Thiên Ân, công ty Tâm Hợp, công ty Việt Tiên cũng đã nộp tổng cộng nhiều tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả. Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện tại, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đang bị khởi tố trong vụ án khác. Do đó, để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy cần tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản theo quy định pháp luật,